Vâng, em gái xin chào toàn thể đại gia đình mình ạ. Và chúc anh chị có một buổi chiều thật là may mắn. Công việc thì hành thông thuận lợi đúng không ạ? Và trong video ngày hôm nay đây anh chị nhá, trong video tiếp theo của Từ Gỗ Trung Kiên đây ạ, thì em gái xin giới thiệu cũng như là cho anh chị thưởng lãm bãi gỗ bên em đúng không ạ? Rất là nhiều các loại gỗ mà em gái mới tuyển chọn về anh chị nhá, được dựa trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen này, gỗ lưu hương này, gỗ xưa đỏ bắc này, hay là rất là nhiều những cái dòng gỗ quý khác nhau anh chị nhá. Và trước mặt anh chị đây ạ, em gái muốn có giới thiệu đến đại gia đình mình một phôi gỗ siêu to siêu khổng lồ anh chị nhá. Và anh chị có biết là phôi gỗ này được dựa trên chất liệu gì không ạ? Anh chị có biết phôi gỗ này là chất liệu gì không thì cũng có thể là để lại cho em gái xin tín hiệu bên dưới video, hoặc là comment lên cho em gái anh chị nhá, comment lên cho em gái được không ạ? Và phải bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn năm thì mới có thể là hình thành nên những cái phôi gỗ to, phôi gỗ giá trị như thế này. Anh chị có thể ngắm cho em gái là em gái to như thế này đứng bên cạnh đây không xi nhê anh chị nhá, không xi nhê cho tác phẩm này này. Anh chị có thể là ngắm đây ạ, chất vân chất gỗ, và cùng MC đưa máy quay gần vào anh chị nhá để có thể là thưởng lãm cho em gái đường vân chất gỗ này trên một phôi gỗ gốc tự nhiên được không ạ? Thớ gỗ này cũng nhờ thớ thịt rất là đặc cho đại gia đình mình luôn này. Ngắm cho em gái đây ạ. Và rất là đẹp, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không phải là cơ sở nào anh chị nhá. Thì để có thể là tìm kiếm một phôi gỗ to như thế này và rất là khó, em gái đảm bảo luôn là rất là khó đây. Không phải là cơ sở nào cũng có thể là tìm kiếm ạ. Và anh chị ơi, trên một phôi gỗ to như thế này, anh chị có thể là gợi ý bên em ạ, gợi ý cơ sở Tượng Gỗ Trung Kiên. Anh chị đang muốn làm tác phẩm gì ạ? Trên một phôi gỗ to, phôi gỗ giá trị như thế này, anh chị đang muốn tìm kiếm tác phẩm gì, hay là gợi ý em gái ý tưởng anh chị nhá, để em gái có thể là đưa những cái bác nghệ nhân này, bác thợ nghề lâu năm nhất này, cũng như là top 1 là nghề mộc Đông Giao để có thể là chế tác cho đại gia đình mình đúng không ạ? Ngắm cho em gái đây ạ, và mặt sau đây anh chị nhá, là một cái phôi gỗ gốc rất là giá trị, siêu to, siêu khổng lồ cho em gái này. Và nhìn cực kỳ là đã luôn anh chị ơi. Ngắm cho em gái đây ạ, chất vân chất gỗ thì phải rất là lâu năm rồi anh chị nhá. Và cơ sở bên em là cơ sở chuyên chế tác này, cũng như là giao bán đấu giá trực tiếp này. Nên anh chị ơi yên tâm cho em gái về giá cả cũng như là chất lượng đúng không ạ? Đặt sự uy tín lên hàng đầu anh chị nhá. Ngắm cho em gái đây ạ, những cái phôi gỗ anh chị ơi siêu to siêu khổng lồ này, không biết là làm tác phẩm gì, chế tác tác phẩm gì để có thể là gửi tới không gian đại gia đình mình đây. Anh chị có thể ngắm cho em gái đây, em gái đang quay một vòng anh chị nhá. Và từ những phần giác anh chị ơi, nó cũng đẹp anh chị nhá, nó cũng đẹp cho đại gia đình mình luôn ạ. Thịt gỗ thì cực kỳ là đặc, cực kỳ là dày cho em gái đúng không ạ? Vân gỗ thì trùng trùng điệp điệp. Và anh chị nào biết là tác phẩm này anh chị nhá, phôi gỗ này là phôi gỗ gì ạ, được chế tác trên chất liệu là gỗ gì anh chị nhá, thì cũng có thể là để lại cho em gái xin tín hiệu ở bên dưới video. Hoặc là anh chị đang quan tâm mặt hàng gì ạ, muốn em gái làm tác phẩm gì trên phôi gỗ giá trị như thế này, thì anh chị cũng có thể là để lại cho em gái xin tín hiệu bên dưới video, hoặc là alo trực tiếp cho em qua đầu số là 0822 338 345 ạ. Và phải mất rất là nhiều là công sức anh chị nhá, thì mới có thể là tuyển chọn ra một cái phôi gỗ giá trị. Và bên đây đây ạ, cũng là một phôi gỗ anh chị nhá, nhưng mà nó bé hơn, nhưng mà chất lượng thì cực kỳ là ok đúng không ạ? Và nhỏ nhưng mà có võ cho em gái đúng không nào? Và ngắm cho em gái đây ạ, đặc anh chị nhá, đặc cho em gái đây này. Và rất là to luôn, cái tác phẩm này chế tác ra một cái tác phẩm siêu to khổng lồ thì cũng rất là tuyệt vời cho đại gia đình mình luôn ạ. Và rất là nhiều những cái mặt hàng anh chị nhá, em gái có thể là chế tác trên các chất liệu gỗ khác nhau đây. Anh chị đang quan tâm mặt hàng gì ạ, thì cũng có thể là để lại cho em gái xin tín hiệu ở bên dưới video. Hoặc là anh chị nào ở gần cơ sở bên em anh chị nhá, nằm trên quốc lộ 38 là nghề mộc nổi tiếng thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, thì có thể là qua trực tiếp cơ sở bên em đúng không ạ? Và em gái cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.